Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã đến dự lễ trao tặng hai gói thiết bị y tế với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng do Dosan Vina, Đại học Chung An của Hàn Quốc và tổ chức Community Trust of Korea hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận một hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 trị giá 1,4 tỷ đồng. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tiếp nhận hai máy đo điện tim 3 cần, một bộ đặt nội khí quản có camera, một máy chẩn đoán nhiễm HP trị giá gần 300 triệu đồng. Đây là các trang thiết bị y tế hiện đại tiên tiến nhất được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, góp phần nâng cao công tác khám, chẩn đoán và điều trị bệnh một cách chính xác và hiệu quả, tạo cơ hội cho bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Lãnh đạo các bệnh viện cảm ơn Dosan Vina, Đại học Chung An của Hàn Quốc và tổ chức Community Trust of Korea luôn đồng hành cùng Quảng Ngãi trong công tác khám chữa bệnh cũng như chăm lo sức khỏe cho người dân trong suốt nhiều năm qua. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, bệnh viện sẽ nhanh chóng đưa số máy móc thiết bị y tế này vào phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.